cháu đang đến với kênh của bà Điên Vlog. Các cháu ơi, hôm nay bà giả trai, bà bán kem. Các con ơi, ngày hôm nay bà bán một nhà kem siêu to, siêu khổng lồ với hai đứa con gái của bà. Đó chính là Ngọc Heo, Vlog và Thôi Vlog. Và bây giờ các cháu ơi, các cháu sẽ lên chiêm giùm cho bà. Và bà tặng cạc điện thoại cho các cháu. Các cháu ơi, các cháu ơi, một nhà kem siêu to, siêu khổng lồ. Anh Văn Công Viên, chào anh. Chào các cháu đang quay trở lại với kênh của bà Điên Vlog. Các con ơi, các cháu ơi, các cháu ơi, thấy bà ngầu không? Trời, các cháu ơi, ngồi khen giọng quá vậy. Quý vị ơi, quý vị ơi, mọi người. Hello quý vị đó nhiều nha. Ngày hôm nay tôi nói Tâm Ca áo trắng đồ này nọ, xin hát đồ này nọ những gì nha. Quỳnh ơi, chuẩn bị bắt tiền cho khách nha Quỳnh ơi. Hoài Thu, em chào chị Hoài Thu của em nè. Hello mọi người ơi, sẽ livestream cho em nha mọi người ơi. Chào Lâm Hà, cảm ơn em rất là nhiều. Nhanh tay lại chừng sẽ livestream mà xem lấy che. Hát đồ này nọ, nhạc luôn, hát luôn đi nè. Nhạc. Để nhạc luôn anh. Nè, kẹt nha, kẹt điện thoại nha, kẹt điện thoại liền nha. Bắn tiền liền luôn nha. Nhạc nhanh quá, nhạc hay quá. Hay quá. Rồi xui bà đẻn luôn rồi. Đẻn mà đồ. Hey. Tập trung em ơi. Kẹt đà đà. Số gì đây, một gì đây. Yo! Một chiều đi trên con đường này, hoa điệp vàng trôi dưới chân em. Yo! Ngập ngừng trong em như thầm ơi, đường về trường hồi sao là quá. Hey! Một lần đi qua con đường này. Yo! Sao bây giờ toàn thấy kem không? Kem nhiều quá. Một chiều đi trên con đường này. Yeah! Một gì đây, còn một gì đây? Yo. No. Hey. Thì bay đâu đi đâu, qua đời những bay gai. Ông bằng trời mơ dậy, và trên những cành hoa em đã thấy chị bay. Bé ngoan của chị ơi, hôm nay trời nắng tươi. Chị bay đi tìm gì? Tìm mật ong nuôi đời. Chị dẫn theo bố mẹ, chăm làm không đến lời. Số gì đây, con số gì đây? Nà. Trời ơi mệt cũng chết, mệt thấy mẹ luôn vậy đó thiệt. Thiệt á, giờ mày livestream cực cũng chết luôn trời thiệt. Ngày xưa mở miệng livestream xíu 15 phút nghỉ. Trời ơi, ngày hôm nay hát lời bắn hỏng mày coi má. Nè, 18 nè, kiểm tra cái bạn Văn Minh Tuấn có chia sẻ livestream chưa nè. Nếu mà chia sẻ livestream bắn tiền liền cho con luôn nha. Để số điện thoại giùm chú Lâm bắn tiền liền trên tại livestream luôn. À, cười gì cười. Rồi bây giờ hát nữa như vậy nha, còn nhiều lắm vô chơi này nọ. Comment cầm ơ đồ này nọ quý vị. Ngày hôm nay là em tới cái xưởng kem được mang tên là Acomatic, cái xưởng kem cực kỳ lớn, và ngày hôm nay em hướng nghiệp cho hai đứa con của em nha quý vị nha. Bây giờ lớn lên học 12 xong đi thi đại học làm gì? Con làm bác sĩ. Bác sĩ làm gì? Anh con làm cử nhân. Cử nhân làm gì? Vậy con làm ca sĩ. Làm ca sĩ à, hay coi. Ồ thôi vậy con biết rồi, hai con về nuôi heo. Nuôi heo là ba nuôi. Là nuôi mày đó, mày nuôi làm mày là con heo đó. Mày hiểu không? Vậy giờ làm gì ba? Bán kem. Bán kem là kinh doanh đúng không? Thiệt sự luôn, bán kem là thiệt. Bán kem thôi. Trời ơi, bán kem. Trời ơi, bán kem là hú hồn nha. Mà dạ. Kem gì ba? À, cô tích thôi bây giờ hát nữa đi nè, nhạc đi. Ờ. Gì? Chia sẻ rồi, ok. Nè con trai ơi, để số điện thoại giùm chú Lâm bắn tiền đi con nè. Bạn Văn, à, Tuấn Minh Văn. Tuấn Minh Văn ơi, để số điện thoại chú Lâm bắn tiền liền cho con. Con ơi, con của chú Lâm ơi, con. Chị xào lộ em cảm ơn chị đôi dài ngày hôm nay nha. Cảm ơn chị của em rất là nhiều. Nhanh tay lẹ chân như gì nha. Bây giờ em hát tiếp theo nè. Hát thôi em ơi. Ráp luôn. Ráp luôn nha. Nhạc ráp luôn nha. Trời ơi, mở lại từ đầu đi nha. Mấy... kém ai có bất tích nha. Hai gì ra xong gà đem kem a cố mà tin a cố
gì đi? Anh còn tính lại gì? Đó là một vài loại kem. À, xài rất là trắng luôn. Rồi sao nữa nè? Thì em mà da đen thui 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 thui. Chào tạ quan thịnh nè, đen như con đĩ tạ nó quan thịnh nè. Ôi, đen như con quỷ. Con quỷ tạ quan thịnh. Tạ quan thịnh nha, tạ quan thịnh rồi đây nọ nè. Số gì ra con hai gì ra hai gì ra con hai gì ra má vô vô vô. Thằng kia ra đường là mới ra về nhà. Trung tướng là lời ba quen em. Tiền bạc sẽ nó ra nhưng chia tay tới nhà tôi qua. Anh không như thế, anh không nhiều tiền. Đồ anh sẵn muốn chợ kim tiên. Nhưng cam kết thì có xe đạp riêng. Lỡ chia tay anh sẽ không làm tiền. Anh biết không được đẹp nhưng không cho lưu duyên. Tại nhưng nhớ anh có nhiều anh không cùng vàng bị đi. Từ quà cáo thì cũng bằng hiền kim. Còn thích thứ gì thì sẽ tặng liền. Ôi nhà nghèo là ôi nhà nghèo. Không ai thích thì chê quà mèo. Nha con bà Tích nha. Hai gì ra con, hai gì ra, hai gì ra con, hai gì ra. Người đàn bà có cây cà lem sô cô la. Người đàn bà có cây cà lem sô cô la. Người đàn bà có cây cà lem sô cô la. Nguyên một bài có cây cà lem sô cô la. Ba sô ba bum ba la bum ba la ba ba la la ba 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 bum ba la. Ai không nói này rồi đó. Thôi ok. À, dân chơi cái sắp mấy liền nha. Ôi, vườn hồng ngày xưa đã úa màu. Tăng ta đang tăng tăng ta đang tăng tăng ta đang tăng tăng ta đang nói đâu này tăng ta đang tăng tăng ta đang tăng tăng ta đang tăng tăng. Ok em tới đây đi em yêu. Tăng ta đang tăng tăng ta đang tăng tăng ta đang tăng tăng. Cục chi lâu ông về lắm. Tăng ta đang tăng tăng ta đang tăng tăng. Ta đang tăng tăng. Ô cô bé Tích. Tăng ta đang tăng tăng ta đang tăng tăng ta đang tăng tăng. Bú gì kêu cái bầm. Bú gì kêu cái bầm. À, bú bình điện. Sai. Bú bơm. Sai. Bú chứ bú gì. Bú xin là bầm. Hey. Tăng ta đang tăng tăng ta đang tăng tăng ta đang tăng tăng. Mệt quá nè mẹ ơi thiệt. Chưa ai đón đúng nè, hát quá hát nè, chưa ai đón đúng nè. 25 nè, Hồng Mai Nguyễn nè. Kiểm tra Hồng Mai Nguyễn chia sẻ chưa, 25 hát ói luôn trời, hát cũng rớt lửa gà ra. Anh Tấn Giàu, chào anh Tấn Giàu của em nè, anh khỏe không anh ơi? Rồi hát những gì nha, nhiều bài hát đồ này nọ, hay đồ này nọ. Mấy con ơi, mấy con cấm bài này mắc mới không mấy con? Mới hả? Ừ. Con ma đầu lên. Con mặt. Ủa vậy là mới hả? Mới, mình hát ở chỗ mới mà. Mày hát 3 năm rồi đó. Thì đó, kiếm tiền cho một bài mà. Một bài 30 triệu rồi. Đúng rồi. Rồi. Rồi bây giờ hát nữa nha, bây giờ coi coi mấy phút rồi, mấy phút. Mọi người ơi, mọi người muốn chơi mới 8 phút rồi, muốn chơi là phải xe livestream cho bé Lâm nha quý vị nha. Muốn chơi là phải xe livestream giùm cho bà Điện Vlog nha quý vị nha, cũng như là hai đứa con của bà. Và ngày hôm nay là bà giả trai nha con nha. Ngày hôm nay bà giả trai đó, thật sự là bà là cố con gái nha nha. Ngày hôm nay bà giả trai đến đây để mà tư vấn cái con sản phẩm kem của Okomatic. À. Má đẹp dữ thần ơi, cảm ơn các con nó nhiều. Xe livestream cho bé Lâm nha các con ơi. Chưa đỡ tiền nè, phải xe livestream nha, phải xe livestream những gì nha. Rồi bài khác luôn nè, mới là từ đầu luôn nè. Cho bà lên bài gì, hát bài gì đầu tiên nhỉ? Mà bài vui vui nghe em ơi, vui không? Vui không? Cười bên ra không? Không không vui đâu. Đúng rồi, hết giờ. Quá trời ban rồi. Nè chuyên nghiệp đi mấy em ơi, chuyên nghiệp đi mấy em ơi. Gì? Rồi. Rồi nhà từ đầu đi em ơi, nhà từ đầu đi em ơi. Vô, đứng dậy đi em. Hai con đứng dậy nhảy vô sao rồi. Vô. Số gì ra con, một gì ra, số gì ra con, số gì ra. Vô. Kem A cô mà tin Yo. Trong ngôi nhà quán dường như có ma, nó lũ đầu ra làm em hết hồn. Con ma đầu đinh hàm răng cái trắng tinh, nó lũ đầu ra làm em cái giật mình. Lần đầu em gặp đầu đinh, đầu đinh nó túi anh là xịt dầu thơm. Ngày lại ngày vừa qua, đầu đinh nói với em thơm 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 túi ình, thơm 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 túi ình cái mùi chuột xanh à. Búp bê vô búp bê bằng bông biển
bay bay bay, búp bê biếng bò biếng băng biếng bơi, búp bê bằng bóng bên bàn bướm 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 bồng bên bò bàn bay bay. Số gì đây, số gì đây, còn một gì đây? Búp bê này là xinh đẹp. Búp bê này là xinh đẹp. Búp bê này là xinh quá. Búp bê này là xinh quá. Búp bê này là tóc dài. Búp bê này là tóc dài. Búp bê chào mi áo. Chào mi áo, chào mi áo, chào mi áo chưa ai đúng luôn nè. Rồi Hồng Mai Nguyễn một lần nữa kiểm tra. Hồng Mai Nguyễn chia sẻ chưa? Nè Hồng Mai Nguyễn chính xác nè, 11 nè. Mệt quá vậy, trời ơi, hát mệt quá mọi người ơi. Mọi người thương tụi em, mọi người sẽ lấy chim cho tụi em nha mọi người ơi, mọi người ơi. Tụi em chưa luôn hả? Ê nhỏ lì ghê ta. Ê tôi cố ý cho chúng rồi mà không chia sẻ nè. Vậy là coi mất cơ hội. Mất cơ hội nè, mất cơ hội với mấy em ơi, mất cơ hội luôn mấy em ơi. Hồng Mai Nguyễn ơi, sẽ lấy chim cho Lâm đi. Bạn sẽ lấy chim chỗ có Lã Thiên Cầm vô coi kìa má. Biết Lã Thiên Cầm lại không? Dạ không. Quán quân ngai vàng điện ảnh. Trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Trời chị diễn rất điện ảnh nha nha. Chị diễn tiểu phẩm là chị diễn nét điện ảnh. Trời. Mà chị diễn điện ảnh là chị diễn nét tiểu phẩm. Trời ơi. Thì ghê lắm. Trời ơi, chị ra điện ảnh cái chị ít trong tiểu phẩm luôn. Trời. Là chị Lã Thiên Cầm, chị Lã Thiên Cầm ơi. Cảm ơn chị nè. Giao Phi Long, cảm ơn con Giao Phi Long. Giao Phi Long. Cảm ơn mọi người rất nhiều mọi người ơi, mọi người. Để coi bao nhiêu phút rồi. Chích cha còn nữa, còn nữa, hát nữa. Hát đợt nữa mấy đứa ơi. Đợt nữa đi. Ê xong hát lâu quá ha. Ừ. Cực quá mấy đứa. Rồi nhà đi em ơi, nhà đi, nha. Hôm nay đẹp à, cảm ơn chị, cảm ơn mọi người đó nhiều nè. Anh em đẹp đúng không quý vị ơi, cảm ơn mọi người đó nhiều nha. Đi mà bd bd rồi đó. Bd bd hát gì có bd bd rồi. Bd đi. Bd nha. Vô bd. Vô. Bd 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 dạy mày bê liệu mày điên hả? Anh kêu bd bd tao kêu là hát cái bài cái chữ bd thì kêu anh Lâm bd thầy hát cái bài Lâm Đồng Nai mà hát lộn thầy Lâm bd không cho trừ lương nha, trừ lương nha. Ừ làm lại làm lại làm lại làm lại nha, làm lại không có bd không có bd không bd. Ê sao có những mối tình, có những nỗi buồn, có những tháng ngày yêu nhau mê say, yêu hết con tim, yêu hết con tim. Sao nữa trong người rất nhiều, tập cùng nhau trên thế giới chân dài. Yo, tâm hồn say, ôi thân xác thơ ngày. Khi mình yêu nhau ta bên nhau đắm say bên nhau, khi tình yêu đó chúng ta ấy qua ấy lại. Yo, ấy qua ấy lại, chúng ta ấy liền. Yo, khi tình yêu đó chúng ta ấy lừa vui lừa. Bú gì mày? Bú qua vui lừa. Bú bú gì? Cái con này nó hát tiếng Trung Quốc mà nó hát không đúng á. Khi tình yêu đến, chúng ta bu khoa bu lê. Bu khoa bu lê. Bu khoa bu lê. Bu khoa bu khoa bu lê. Là bu khoa bu lê nha. Bu khoa bu lê. Cái này là tiếng Hoa. Tiếng Hoa. Nhạc Hoa lời Việt nha. Nhạc Hoa lời Việt. Bu khoa bu lê. Bu khoa bu lê. Bu khoa bu lê. Nha nha nha. Hát bài gì đó, bài mà cái chày mai á. Trời ơi, tao nhớ không mà quay. Bài kinh của tụi em. Rồi. Một bây giờ là một bài kinh trục dâm nha chị nha, bài kinh trục dâm. Là bằng nghiệp nè. Vô. Hey, anh ta ta ba cha ye, na na che che a, a ba ta ye, na na che che yo, a ba ta yo, na ta hứ hứ hứ. Nào rồi hứ hứ hứ. Na ca hứ hứ hứ. Hứ hứ Acomatic, Acomatic, Acomatic. Thôi em nói phải quay trở về sản phẩm gì. Trở về quay nha. Tụi em muốn nướng nhớ nguồn lắm. Có nhỏ chủ ngồi đây mày kìa. Ấm vòng tay em say ước mơ. Ngày là ngày qua phố mắt tên thơ chưa vừa sầu nhớ. Ôi cuộc đời như ngàn nỗi thơ. Đẹp như áo qua hồng sớm mai. Acomatic, 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 Acomatic. Này mùa đông ơi xin hãy 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 tăng ta đang tăng tăng ta đang tăng tăng ta đang tăng 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 t
Tại anh vô không được. Tại vô không được, xui xui mẹ. Thôi gì ơi, bây giờ là cũng hết thời gian rồi nha. Bây giờ tôi nói bán đồ nha nha. Rồi bây giờ tập trung bán đồ mấy em ơi, rồi mấy em đi ra. Tụi bay ra. Nè. Anh, ví dụ như khách trong đang coi like á, anh chia sẻ mình tặng luôn kem rồi này nọ cho khách. Sao? Rồi bà chủ vô nè, hai con quần chúng đi ra. Là bây giờ là bà hướng nghiệp cho tụi con mà. Hai con quần chúng đi ra liền, nè. Nè, hai con quần chúng mà tụi bay kiếm cái lỗ này tụi bay chui vô đó. Hiểu không? Tụi bay bắn đúng vô khung hình. Ủa tụi bay nghĩ tụi bay xong rồi tụi bay lấy tiền tụi bay gì à? Tới luôn kìa, không sao. Cứ ngồi like 15 20 phút rồi chú kia thôi. Ủa sao tải kem tới luôn hả? Để giao kem luôn á. Rồi bây giờ quý vị ơi, quý vị ơi. Đừng ngồi lên nha. Đừng ngồi lên bể kem con mấy mẹ. Mọi người. Rồi hai tay đứng quần chúng rồi sao? Vô đó quần chúng nha, hai con quần chúng nha. Nhúng nha, nhúng thoải mái, nhúng phiêu lên. Ở đây nói gì nói nhưng mà tụi bay là phải phiêu. Mấy em hiểu mấy em ơi. Đi mẹ. Ê mấy con mắc dại. Ê nè, tháo tôi kéo thùng ra đi vô, hiểu không? Em thấy em mà. Còn con này không thấy nè. Hello quý vị, ngày hôm nay em live với một bạn sports setter. Là bạn giám đốc của Acrobatic nhau gì nha, Phương Anh, một chào tay lớn cho Phương Anh. Khách hàng mà đang có coi livestream á thì hôm nay Phương Anh cũng rất là vui. Nên năm bạn nào mà chia sẻ vào, chỉ cần chia sẻ vào năm nhóm thôi, nhớ là khách hàng nha, thì Phương Anh sẽ tặng mỗi bạn là 3 hộp kem body luôn, 5 bạn thôi. À là ai nhanh nhất đúng không? Đúng rồi, ai nhanh vậy nhất giờ nha. Phương Anh vô game giùm anh đi, em Phương Anh. Để em đi. Rồi bây giờ bạn Phương Anh sẽ vô game nha gì nha. Mấy con ơi, chừng đè kem hư kem đấy các con nha. À, nhanh tay lẹ chân nhớ vậy nha, nhanh tay lẹ chân. Nhã Nguyễn ơi, bớt sủa đi em nha, nha, bớt sủa đi cưng, bớt cào bằng phím đi. Có bản lĩnh thì gặp anh Lâm, hiện tại Lâm đang ở đường Lê Lâm. Ở đây địa chỉ mấy giờ? Trời tí em về nữa rồi. Nhã. Kiếm gì con? Con chó, nó tên Nhã. Nhã. Không, con Nhã nó ngủ đi, cho nó ngủ đi. Ồ, dạ. Em nào vậy? À, em nào vậy nha. À, còn con nào mà muốn mà hù này nọ cứ trời anh Lâm chơi hết nha mấy em. Rồi bớt đi, Lâm bán đồ nè, bán đồ nè mấy em ơi. Hello boss, cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người ơi, share live stream giùm cho em nha mọi người. Mọi người ơi, chào chị Phương Anh kìa. Rồi bây giờ mọi người ơi, share năm nhóm, share vô năm nhóm, chụp màn hình gửi Phương Anh. Phương Anh tặng là 3 hũ kem nha, 3 hũ kem, 5 người đầu tiên nhanh nhất hả? Đúng rồi anh. 5 người đầu tiên nhanh nhất, 5 người đầu tiên nhanh nhất, 5 người đầu tiên nhanh nhất nha gì nha. Ba hũ luôn nha mọi người. Ba hũ luôn. Chia sẻ nhanh nhanh và gửi vào inbox của Phương Anh thật nhanh nha. Rồi bây giờ bán kem là Acrobatic là một cái hãng mà rất là lớn. Em like 1 năm trời rồi nha chị nha. 1 năm trời rồi thì ngày hôm nay em like lại thì có 2 nhỏ con của em. Thì 2 nhỏ con của em vừa học xong lớp 12 cho bay nó bị nhúng tao hay nói không được nè. Nè, bớt nhúng mày bớt nhúng. Mày là cái con quần chúng mày nhúng quá. Anh ghi về đi ạ. Thấy rồi đây. Ba kêu tụi con nhúng, kêu như làm có tâm cho đã rồi có tâm cái trường. Thôi được rồi, được. Học trường sân khấu với mất tập trung đã rồi. Lên. Rồi kính thưa quý vị các bạn, bây giờ ai mua sản phẩm Acrobatic thì nhanh tay lại chân inbox cho Phương Anh hoặc là để số điện thoại đây cũng được nha chị nha, nhanh tay chân nha quý vị nha. Mọi người ơi, dạ. Trời ơi, Acrobatic là hú hồn như chị nha. Bây giờ một nhà đây, một nhà kem đây, rất là nhiều kem. Và bây giờ xe tải rồi vẫn như vậy. Đó, và bây giờ 1 năm rồi mà vẫn đứng vững trên thị trường như vậy nha. Là quý vị biết nó chất lượng như thế nào rồi. Bây giờ ai mua hàng thì comment để số điện thoại giùm cho em. Và chất kem cực kỳ mịn và cực kỳ thơm luôn. Và ai đang sử dụng sản phẩm Acrobatic này rồi, báo cho em tiếng review giùm cho em cái cho ta tin tưởng em như vậy nha. Nhanh tay lẹ chân kem gì vậy Acrobatic quý vị ơi. Acrobatic nha mọi người. Đây nha mọi người, khi mà cái chất cái kem 2019 này á, nó cải tiến lại nên rất rất là ok nha mọi người. Thứ nhất là mọi người là dùng nó thẩm thấu nhanh trực tiếp vào da là nó cực kỳ nhanh trắng. Và ngoài ra thì không có bị bết rít nè, không có trôi nước nè. Nói chung là những cái khách hàng mà khó tính nhất đi chăng nữa thì dùng cái kem body mềm này của Phương Anh thì ai cũng đều ưng ý hết. Nên mới đi được số lượng rất là nhiều như thế này. Và khách có muốn mua bên Phương Anh hoặc là có muốn gia nhập vào cái sản phẩm body mềm. Tại vì bên Phương Anh có rất là nhiều sản phẩm hot. Tại vì ra sản phẩm nào cũng được khách tin tưởng rất là ok. Nên các bạn mua thì inbox trực tiếp vào Facebook cho Phương Anh để tránh tình trạng là thứ nhất là những cái bạn khác á, không phải là hệ thống của Phương Anh á, sẽ inbox cho các bạn. Đúng rồi, chúng hàng nhái, hàng yêu nghiệt hiện hình giả lắc. Em sẽ cho gì coi hàng giả và hàng nhái gì nha. Trời ơi, bây giờ cái gì mà nó chất lượng, gì mà nó ngon ăn vừa bây giờ nó làm giả hú hồn như vậy nha. Nhanh tay lẹ chân giùm cho em nè. Ê nay rằm tao ăn thịt nha, mày cứ muốn múa hoài vậy con heo kia. Mày thấy con nhỏ kia biết thân biết phận, nó úp mặt vô tường không? Mày cũng y chang như vậy luôn đi, úp mặt cho tường.
Rồi nhúng đi. Rồi quý vị ơi, ai mua hàng thì comment để số điện thoại giùm cho em nha quý vị nha. Nhanh tay lẹ chân lấy em bao hộp, anh chị em nào mua hộp nè, mua để số điện thoại hoặc là inbox cái Phương Anh giùm cho em. Mà cái chất kem cực kỳ trắng và cực kỳ thơm luôn. Và một điều đặc biệt là bây giờ hàng giả rất là nhiều. Em cho quý vị coi chất kem hàng giả đây. Nhìn thấy ghê luôn á. Nè quý vị coi nè, kem giả nha quý vị nha. Bây giờ giả nó rất là nhiều, giả nè. Nè quý vị coi nè, giả nè. Giá sẽ bạch như thế này, gì nha, bạch như thế này. Cho nên mọi người cẩn thận dùm cho em, hoặc là muốn hàng chính hãng thì nhanh tay chân inbox cho Phương Anh dùm cho em như vậy nha. Cực kỳ trắng và cực kỳ màng luôn. Chị em nào đen quá thì nên sử dụng cho em. Còn ai mà muốn làm đại lý, làm chi nhánh thì nhanh tay chân inbox cho Phương Anh dùm cho em như vậy nha. Đây, sức lên. Em ơi, nếu mà mình vô làm chi nhánh, làm đại lý thì vốn sao cưng gái ơi? Tại vì cái vốn gia nhập của cái kem body mềm này rất là rẻ luôn mọi người. Nếu mà bạn nào mà sợ ôm vốn hay là sợ tồn hàng thì các bạn chỉ nhập từ 3 hộp, 5 hộp, vốn chỉ có 420 hoặc là 650 ngàn thôi. Rất là rẻ. Nhiều khi một bữa ăn hay là mình mua một bộ quần áo thì cũng nhiêu đó rồi. Thay vì cầm cái số vốn đó gia nhập vào cái body mềm này. Tại vì cái này cũng có thị trường sẵn, cái chất kem nó cũng rất là tốt. Khi mà khách gia nhập vào thì sẽ rất là ok luôn á. Dạ, một hộp như thế này là 180 ngàn như vậy nha. Khi mà mọi người mua 3 hộp thì còn cái giá là 420 ngàn. Khi mọi người mua 5 hộp thì còn 650 ngàn. Mà khi mọi người mua 10 hộp thì 1.200.000. Bao nhiêu hộp được sỉ gái? Khi mà mấy chị mua 3 hộp là em cho giá sỉ rồi, 3 hộp là 420 ngàn thôi. Còn nếu mà mình muốn gia nhập, mình muốn giá ok hơn thì mấy chị lấy từ 5 hộp hoặc 10 hộp, giá cực kỳ tốt. Cứ lấy càng lấy số lượng là giá càng tốt. Cực đúng rồi, càng lớn. Nè, hai con. Dạ. Sức kem giống nhỏ kia. Không được nói chuyện riêng. Ngon lắm ba, không có ăn hủ. Mỹ hay là dao luôn đi. Không được nói chuyện riêng. Cho dao luôn đi. Hả? Cho dao luôn không? Chào dao luôn đi. Ờ, dao kem luôn đi. À quý vị ơi, bây giờ nè nè, Nguyên xe tải đang chờ. Bây giờ tụi em gì đó đó. Bây giờ ai đang coi đó, bây giờ tụi em giao hàng luôn nhau gì nha. Thì đó, đó, một xe tải chờ ở ngoài đây, đây, đây. Nè, một chú xe tải xinh xinh, đáng yêu, dễ thương. Đây, đây, đây. Chú đang ngoài đi lượng. Là bây giờ đang chuyển hàng cái gì nha. Và chuyển hàng giờ kem rất là nhiều luôn. Thì anh chị em muốn gia nhập hệ thống, hoặc là muốn kinh doanh cái dòng sản phẩm Acoustic này thì liên hệ giùm cho em với Vương Anh giùm cho em như vậy nha. Cảm ơn mọi người. Nếu mà mấy chị muốn mua cái kem này thì inbox trực tiếp cho em để em cho hệ thống họ giao tận nơi luôn, và không có lấy ship nha, free ship toàn quốc luôn nha mọi người. Đúng rồi, nhanh tay lẹ chân như vậy nha. Thì bây giờ đó, trong khi mà tụi em like thì mấy anh tài xế như là mấy anh mà ship hàng rồi đó thì anh vô, mọi người thông cảm giùm tụi em như vậy nha. Nhanh tay chân ủng hộ giùm cho em. Mà chất kem đây gì coi nè, nó rất là mịn, là trắng, mình xài từ lần sử dụng đầu tiên gì à? Đó, từ lần sử dụng đầu tiên. Cảm tớ, chào cảm tớ ngay từ lần sử dụng đầu tiên là nó đã bẩn tờ. Dơ keo quá thầy. Là ngay từ lần sử dụng đầu tiên đã trắng 10 hộp. Ok quý bà đại, inbox để số điện thoại dùm cho em. 180 ngàn một hộp như gì nha, 180 ngàn một hộp, một con hộp này sẽ là bự. Anh cho mọi người coi cái chất kem thật á, nó bóng mịn và nó không có bị bờn như những cái dòng kem giả nha mọi người. Đây là chất kem thiệt như vậy nha, chất kem thiệt đó là mịn màng, nó rất là mịn màng luôn nha quý vị nha, mịn màng như da em bé luôn. Còn cái chất kem giả, trời đất ơi, nó như kem sầu riêng quý vị, như kem sầu riêng như vậy nha. Em làm đại lý, ai muốn làm đại lý thì inbox cho Phương Anh giùm cho Lâm như vậy nha. Gia nhập hệ thống, dạ đúng rồi, gia nhập hệ thống giá rất là ưu đãi luôn, giá là phải chăng luôn nha mọi người ơi. Bên nhà, bên phía bên Phương Anh á là sản xuất nên mọi người mua bên giá của Phương Anh giá rất là tốt mà. Và cái sản phẩm nó cũng có thị trường sẵn rồi thì mọi người vào bán á, nhiều người biết tới cái dòng kem này thì mọi người bán cũng rất là chạy luôn. Và đặc biệt là kem tốt, hàng ok thì người ta mới mua số lượng nhiều như vậy. Và bán cái dòng kem body mềm này là hơn 1 năm chờ rồi. Và số lượng lúc nào cũng đi rất là nhiều. Nếu mà khách hàng có thể chưa biết tới cái sản phẩm này thì có thể vào Facebook của Phương Anh xem, ngày nào cũng đi mấy ngàn hũ nha mọi người. Là Phương Anh em có ghim ở dưới nha quý vị nha. Bây giờ mọi người muốn tìm hiểu sản phẩm thế nào và coi cái lượng đơn nó đi như thế nào thì mọi người vô Facebook Phương Anh, mọi người cầm tìm hiểu gì á. Gì vậy? Em bị gì á? Ngứa cái gì nè? Sao ngứa? Trời, em xài trang giúp chị nè, sao ngứa vậy? Ủa, sao vậy? Nè, em xài trang có ngứa đâu. Nè, coi. Đâu lật lên coi. Trời ơi, hũ mày hũ giả rồi. Hũ chị mới hũ thiệt. Anh giới thiệu cái hũ thiệt sao hũ giả. Đó, cái hũ thiệt như thế này vậy nha. Hũ thiệt đó, hai nhỏ con em giao đãi đây. Hũ thiệt là nó sẽ mịn màng như thế này. Còn hũ giả nó cũng y chang như vậy. Đây. Khi mà nhìn không là biết luôn á. Khi mà nhìn thì không biết hũ giả, hũ thiệt như vậy nha. Nhưng mà mình mở ra mình mới biết. Bởi sao? Hũ thiệt là cái chất kem nó là mịn màng, còn cái hũ giả nó sẽ bợn cục nó như sầu riêng như vậy nha. Cảm ơn vậy. Trời mà tức nổi là vô đây nó không cái màu nó không có đỏ chứ. Tại vì mọi người biết sao, cái kem này á giá niêm yết của nó là 180 nên mọi người lưu ý á, chứ kem nó rất là ghê luôn.
Đây. Đó, hai chiếc nè, chiếc kem thật và kem giả. Đó, mọi người thấy không? Kem thật nó bóng mịn nè. Đây quý vị ơi, kem thật nó bóng bóng mịn như thế này vậy nha, đó. Còn kem giả trời để coi nó như kem sầu riêng nữa á. Nó sạn mà nó bết mà nó không có mịn, không có bóng như kem thật. Và rồi. Mấy hũ này mấy chục ngàn à? Mày, ủa nó bán rẻ hơn à? Tất nhiên bán rẻ hơn thì người ta mới mua chứ. À nó bán rẻ hơn như vậy nha, nó bán rẻ hơn nha. À, hai má đó kìa trời, Quyền Lê xe đây chim giùm tôi đi nè, xe chim tôi đi nè. Đây chất kem thiệt cực kỳ mịn màng và cực kỳ sánh mình luôn nha vậy nha. Đây, một nhà kem. Hai con này lát lên lương nha. Dễ thương. Đúng không? Chị nói là kem thiệt đi mà. Trời ơi. Đó hai con đó, đó đó quý vị coi nè, nhà vui vẻ quý vị, trời đất ơi, nè. Nhỏ nhân viên ngồi quấn sườn đây, xe tải mở cửa ra cho xe tải. Mở cửa ra cho nó sớm vào phòng đây, anh ba xe tải của em. Đây. Quý vị thấy không? Là anh đang nè, anh đang tư vấn lái Thiêu Bình Dương và em thấy mọi người rồi. Thì bây giờ anh chị em mua hàng thì comment để số điện thoại giùm cho em nha mọi người ơi. Đây. Bót dễ thương hả? Trời ơi, dễ thương. Dạ. Gì gái? Đủ. Gì? Đủ hôm bữa. Ok, tươi. Quý vị ơi, mọi người ơi. Thì nhanh tay lại chân ủng hộ giùm cho em hai con kia xích kem đi. Con gái lớn rồi mà chưa có để chồng em xúc cho chị. Rồi cái chân lên. Rồi, nhanh tay lại chân như vậy nha. Hoặc là mọi người có thể qua bút của Phương Anh giùm cho em để coi đây. Quý vị coi chiếc kem cực kỳ mịn và cực kỳ trắng. Anh chị em mua hàng thì comment để số điện thoại giùm cho em. Ngay là sử dụng đầu tiên, đó là cái lớp makeup cho mình rồi. Đi chơi, đi ba, đi bọng, đi bia, đi bức, đồ này nọ, nó sẽ trắng da, mịn màng da, đẹp da như vậy nha. Mấy chị coi em thay nha, thay vì những cái loại mấy chị phải đập rất là nhiều thì nó mới thẩm thấu. Thì cái kem body mềm này mấy chị chỉ cần vuốt nhẹ thôi là nó thẩm thấu hết vào da luôn. Vuốt cực kỳ nhẹ thôi. Đó, mọi người thấy không, vuốt nhẹ là nó thẩm thấu hết vào da luôn. Và không hề lộ một vân kem nào. Thứ nhất là không lộ vân kem. Thứ hai là nó trắng nhanh, thẩm thấu nhanh vào thì nó sẽ ok hơn rất là nhiều. Mày bay chơi BD hả? Mày xức kem cho nó mà. Mày xức kem mà cặp một hộp như vậy là 180 ngàn. Mấy chị muốn mua hàng chính hãng thì inbox cho em để em cho hệ thống á, hệ thống giao cho mọi người sẽ ok hơn. Và tất cả là đều free ship hết nha mọi người nha. Dạ, một hộp là 180 như vậy nha. Khi mọi người mua 3 hộp là còn 420. Và khi mọi người mua 5 hộp là 650 ngàn. Dạ mọi người ơi, mua 10 hộp 1.2 triệu. Và 1.2 triệu là mọi người có giá sỉ rồi. Cái đó là giá sỉ cho mọi người nha mọi người nha. Tri ân mọi người. Dạ mọi người ơi. Ok, 10 hộp thấy quý vị rồi. Nhanh tay lại chân này, 10 hộp mấy bà nè. Nè mấy bà sĩ đúng không? Mấy bà sĩ mấy bà vô mấy bà mua để khuyến mãi đúng không? Còn mơ đi nha mấy mẹ. Mơ đi nào. Dạ. Gì vậy em? Sao mấy con em không cho kìa? Sao tụi em tắt váy nhau vậy? Nó không có được tắt váy chị em. Mặc quần đá banh cũng chồng. Mặc đồ đá banh à? Sao con gái mặc quần đá banh vậy? Mày con mới đi đá banh về. Nè yeah. Có cái giặt nữa nè. Tao đi nhảy mày qua xuống. Nhỏ đi nhảy, nhỏ múa lân. Em có hai đứa gái cưng vậy, đứa đá banh, đứa nhảy mai qua thung. Tất Diệu Hằng đây. Cảm ơn mọi người. Dạ, cách phân biệt hàng giả. Hàng giả, mọi người, cái chất kem của body mềm á, thứ nhất là nó rất là ok nè. Và mọi người á, lưu ý là hàng giả thì mọi người thứ nhất là mua đúng. Chú đi về chừng nào về? 10 giờ hả? Giờ đi đâu? Mưa rồi. Tới Bình Chánh luôn á. Là chú lái xe là tài xế luôn hả? Dạ. Làm đi chú. Thương chọn chú con. Chú em. Chú em thương gì? Dạ. Đạt phụ chú mày. Nè. Hello chị. Dạ. Cảm ơn quý vị. Sĩ em. Ai muốn sĩ thì móc Phương Anh giùm cho em như vậy nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Trời ơi anh Giáp nè. Em chào anh Giáp Võ Nguyễn nè. Em chào anh yêu của em. Tư vấn nha. Dạ cực kỳ ok. Con nhảy mai qua thung đi con. Mọi người muốn mua cái kem này á, mà mọi người phân biệt hàng giả hàng nhái thì thứ nhất là mình mua đúng giá sản phẩm, thứ hai là mua tại công ty Phương Anh hoặc là những bạn hệ thống của Phương Anh. Và ngoài ra thì Phương Anh có cái tem á, tem cào chip mã code thì mọi người chip mà gửi tin nhắn về đầy đủ số điện thoại và mua hàng chính hãng là ok nha mọi người nha. Rồi, ngoài dạ. ra thì mua hàng rẻ nè, hàng rẻ, hàng không chất lượng, và những bạn mà không phải thuộc trực thuộc hệ thống của Phương Anh thì bên Phương Anh sẽ không chịu trách nhiệm, nên các bạn inbox trực tiếp cho Phương Anh. Rồi. Và Phương Anh sẽ cho hệ thống giao hàng cho các bạn free ship luôn. Rồi ok, vậy em cho gì coi nó hàng đi nè, hai con nghỉ ngơi xíu đi, mẹ cho con nghỉ đó. Đây. Đây là ông chú của em nha. Chú đó, ông chú em giờ ông đi giao hàng đó, quý vị thấy không? Xe. Đó, đây. Còn dép của ai vậy? Dép chú hả? Đây là xe tải như vậy nha, xe tải đang đi đây, quý vị thấy không?
là kem sẽ lát một nhà đi bây giờ thùng thùng cứ một đợt. Từng đi Phương Anh ơi, từng đi khoảng mấy lần vậy em? Trời ơi, khi những cái hôm mà cháy kem thôi. Ngày nào nó cũng đi về quý vị, ngày nào nó cũng đi về hết trơn trời. Trời đất ơi. Nè coi nè. Cái nhỏ này tay nó thoăn thoắt nè quý vị ơi. Bây giờ nè, nè cái này là cái tem hả em? Tem hả? Cái này là keo. Keo hả? Băng keo cũng sợ giả đúng không? Rồi nè quý vị thấy không? Đây. Rồi hai đứa vô nhảy mai qua thun lại đi con ơi. Đúng rồi, chất kem cực kỳ mịn màng như vậy nha, cực kỳ mịn màng và cực kỳ thơm. Anh chị em cũng làm đại lý, cũng làm nhanh thì nhanh tay lẹ chân inbox cái Phương Anh giùm cho em. Xài cực kỳ êm luôn mọi người ơi, nhanh tay lẹ chân. Cẩn thận hàng giả giùm cho em gì nha, cẩn thận hàng giả. Ví dụ như cái like này đi. Mấy ủa nó đủ lụm vậy nó bán hàng giả của anh thôi, đúng không? Thì chịu thôi đó nên thì đó anh là anh bị đó nhiều nước hoa cũng bị đó nhiều không biết làm sao để giải quyết vấn đề này thiệt sự luôn. Là mọi người inbox cái số điện thoại thứ nhất nè. Mọi người inbox vào cái Facebook Phương Anh nha. Facebook Phương Anh có đầy đủ dấu cho mọi người nha. Và mọi người vào thì thấy hệ thống comment và những bình luận nhiều á, là đó là chính xác là cái Facebook của Phương Anh. Dạ. Thì mọi người nói đi cưng. Thì mọi người mua hàng á thì sẽ ok hơn. Và ngoài ra cái số điện thoại hotline của công ty là số 0933352724. Mọi người lưu ý ở điểm đó với Phương Anh. Và ngoài ra thì mọi người nên inbox đi, nên inbox để Phương Anh tư vấn cho mọi người tốt hơn nè. Bạn nào muốn làm sỉ thì cũng ok hơn nữa nè. Diễm Lê ơi, anh thấy Diễm rồi, Diễm khỏe không? Diễm ơi, ba hộp nha, cảm ơn mọi người rất nhiều. Dạ, chị nào, anh nào mua hàng thì comment để số điện thoại giùm cho em. Ủng hộ cho hai đứa con em cái gì, hai đứa con em, dạ. Đó, đồ nó nhảy kìa, chuyên nghiệp game, tổ hợp tốt, tổ hợp điều nè. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 3 tà 5, 4 tà 6, 7 tà 8, 9 tà 10. Con ơi, con dục gì vậy con? Con dục gì vậy? Cái động tác con dục hàng giả, con đi hứng hàng thiệt. Hay quá. Tước kẹt trắng. Thấy không? Quý vị thấy không? Quý vị thấy con không quý vị? Trời coi em quảng cáo tốt quá trời đất quý vị. Kem phê pháp, dạ bên đây là có tấm trắng nè, kem phê pháp nè, cũng như là body luôn. Tất tần tật những sản phẩm của Acomatic rất là hiệu quả, nó ok, cúp kiếp rồi tao nói tài leo quý vị. Đa số thì mọi người hay dùng sữa rửa mặt nè. Nói chung bên Phương Anh bây giờ có rất là nhiều loại chứ không phải riêng gì một mình body hết. Có sữa rửa mặt, serum nè, toner nè, kiềm mụn nè, nói chung là có tất cả hết. Mọi người muốn sử dụng á thì mọi người cứ inbox cho Phương Anh nha. Ngoài ra thì da mặt á, các bạn có thấy là da mặt của Phương Anh rất là ok. Và khách của Phương Anh cũng dùng cái kem phay phát cũng rất là ok luôn. Mà mọi người có da đang xấu, dùng nhiều loại kem rồi mà không hợp á thì cứ inbox gửi hình ảnh, Phương Anh sẽ tư vấn kỹ càng cho mọi người nha. Dạ đúng rồi nha chị nha. Ta nói da mặt cũng có, body cũng có, tấm trắng cũng có luôn. Nói chung là ai muốn trắng, ai muốn nõn nà thì nhanh tay lại liên hệ đến với livestream của em nha mọi người. Mọi người ơi, hai má mệt không hả? Trời tội nghiệp con em vậy. Ủng hộ con em đứa hợp được quý vị ơi. Dạ. Mọi người mua thì inbox để tránh mua hàng giả nha. Mọi người cứ inbox Phương Anh sẽ cho hệ thống mà gồm các bạn nhất để giao cho nhanh nhất nha. Dạ đúng rồi nha quý vị nha, rất là nhiều luôn mọi người ơi. Bây giờ đó vốn mà gia nhập hệ thống nó rất là rẻ luôn nha quý vị nha. Bởi vì sao? Bây giờ tạo điều kiện cho anh chị em nào muốn kinh doanh thì nam kinh doanh cũng được và nữ kinh doanh cũng được luôn. Và đặc biệt là mấy chị em nào mà mới sinh xong rồi này nọ, mà mới muốn kiếm việc làm này nọ, hoặc là thất nghiệp như hai đứa con của em thì nhanh tay lại chân về của Acomatic nha. Không. Rất mệt thật. Ê, bắt máy. Ê, con. Ê, con này nó vũ đạo tốt quá ha. À, đúng rồi, 2 hộp, 3 hộp. À, 160 một hộp như vậy nha. 180. Lộn 180 hộp, Nguyễn nào kia đồn 160 vậy. Rồi, bị rối luôn rồi. À, kem dùng thích giả mang. Chị lấy 5 hộp và 1 hộp là 180 như vậy nha. 3 hộp là 420 và 5 hộp là 650.000 và 10 hộp là 1.2 triệu. Nhanh tay lại chân quý vị ơi, quý vị ơi. Cái giá này, cái giá 1 hộp kem mà 250g á mà cái giá là 180 là quá rẻ rồi. Nên mọi người đừng có ham rẻ mà mua những cái loại có mấy chục ngàn thôi là dùng sẽ không có hiệu quả đâu nha. Dạ đúng rồi nha quý vị nha. Quá trời gì thấy không? Băng keo rẹt mà ồn ào quý vị thấy không? Nó cởi ngựa luôn rồi. Tụi con cởi ngựa đi đâu vậy tụi con? Tụi con cưỡi ngựa đi đâu? Đi mua kem hả? Con đi ship kem. Đi ship kem, con tụi con ship ở đâu vậy? Bình Chánh. Bình Chánh xa là xa luôn hả con? Hóc Môn. Con Hóc Môn hả? Con mệt đâu? Ở đâu? Điện Biên Phủ. Điện Biên Phủ hả? Đổi ngược là đi, hai anh chị ra nhảy cho hai bà béo vô nói kìa. Anh với em ra làm. Chết cha con rồi. Khóc luôn rồi, trời ơi.
Dạ đúng rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều nha quý vị nha. Cảm ơn bán bộ tắm trắng không, tắm trắng cũng có và kem body cũng có luôn. Nói chung là ai muốn cái nào là có cái đó nha quý vị nha. Nhanh tay lẹ chân, kem gì vậy? Kem Acomatic nha quý vị nha, một thương hiệu rất là nổi tiếng Acomatic mà giá cực kỳ phải chăng mọi người luôn, chỉ 180 một hộp thôi. Và rất là nhiều đại lý, rất là nhiều chi nhánh đã vô đây. Kem có bỏ bùa không mà sao trắng quá kìa chế ơi, thơm quá thơm kìa. Không bỏ bùa đâu, cái đó là ta nói chất lượng nha, chất lượng nói lên cái số lượng nha, chất lượng lên số lượng, quý vị thấy ghê không? Trời đất ơi, trời đất ơi. Dạ căng trần cảm ơn mọi người. Trương Ngọc Quang, chào Trương Ngọc Quang nè. Trời ơi quý vị ơi, hàng đi sắp hết rồi quý vị ơi. Nhanh tay lẹ chân nha, nhanh tay hàng đi sắp hết rồi nha quý vị nha. Đây nha mọi người, khi mà mọi người mua cái chất kem á thì nhà bên Phương Anh á là đa số là không có nhái được cái chất kem như thế này. Cái chất kem nhà Phương Anh là nó bóng mịn và xài tới đâu là thấm tới đó, dù các bạn có pha nhiều đi chăng nữa nha. Thì thay vì á mình những cái loại kem khác á thì các bạn á phải đập, còn cái loại kem này các bạn chỉ cần vuốt nhẹ như thế này thôi là nó thẩm thấu hết vào da rồi đó, các bạn thấy không? Phương Anh chỉ cần vuốt nhẹ nhàng thôi đó. Hồi hôm nay năng lượng quá gì anh em. Không có bị thứ nhất là không có bị lộ vân kem nè. Nhiều bạn muốn xài kem nhưng mà sợ những cái loại kem mà nó bị quá dày lên da, mình nó bị móc da hay đồ này nọ thì nên dùng cái hàng kem body nền này. Nó dưỡng da cực kỳ tốt và cái mùi thơm á nó rất là dễ chịu luôn. Đa số mà khách mà đang cái thời tiết nóng này á mà các bạn dùng cái kem này lên da nó cực kỳ mát. Và một hộp như thế là 180.000, nhưng mà Phương Anh khuyên á, đa số khách Phương Anh đều mua 3 hộp để dành, tại vì 3 hộp giá nó sẽ tốt hơn. Bình thường các bạn mua những cái loại kem khác là 400 hoặc là 350 một hộp rồi, còn cái này các bạn mua 3 hộp chỉ với giá là 420.000 thôi. Rồi còn chân đúng rồi mà quý vị ơi, là nó trắng mà nó trắng rất là thiệt nha quý vị nha. Trời ơi nó trắng thiệt quý vị. Và Phương Anh bảo đảm với mọi người luôn, nếu mà bếp rít, nếu mà nó không thẩm thấu nhanh thì Phương Anh sẽ hoàn tiền lại cho các bạn. Đảm bảo với các bạn một điều như vậy, các bạn chỉ cần vuốt nhẹ thôi là kem sẽ thẩm thấu vào hết lỗ chân lông luôn, nên cái độ trắng nó sẽ rất là nhanh nha các bạn nha. Và các bạn lưu ý là để tránh mua hàng giả thì các bạn có thể inbox trực tiếp vào Facebook của Phương Anh, và Phương Anh sẽ rep tin nhắn các bạn và cho những cái bạn hệ thống trực thuộc hệ thống của Phương Anh. Ê trời ơi, biên đạo múa Phạm Lịch vô coi nha, nhảy cho tốt nha các con. Phạm Lịch chào em đó, trời Phạm Lịch ơi. Cảm ơn mọi người, dạ kem xài cực kỳ bật tâm luôn. Anh chị em mua hàng thì comment để số điện thoại dùm cho em nha mọi người. Mời anh chú. Mời hả? Ừ. Thương dạ fan lắm. Xin tiki đúng không? Đi vô đây. Trời ơi. Nè, nè, fan là fan thiệt nha, chứ không phải là fan mua nha. Vô đây con, vô đây, chứ làm kia. Vô đây con. Trời đất ơi, đó trời đất ơi, nè thôi. Trời ơi, em nói gì em like kem không là tao nói sớm em là tao nói kéo nguyên một bầy vô vậy. Trời đất ơi, thương. À, con vô đây, con vô đây, con vô đây. Con vô đây đàng hoàng. Vô đây cho Lâm ký cho. Thằng bé này, thằng bé âm thầm này. Con tên gì? Con tên gì chú Lâm ghi tên nè. Gia Huy. Gia Huy. Đừng tí. Nói đi Phương Anh ơi. Quên. Nóng quá, nó có xuống luôn. Con xuống đây. Nè con. Quá trời. Ồn quá hả? Ồn quá. Đưa 50 cho con. Rồi, 50 cho con, cầm lại 50. Đi từ từ thôi. Trời ơi. Đó nên mọi người thương Phương Anh à. Bây giờ tối rồi, con Phương Anh hôm nay like đang ngủ á, mà anh Lâm với lại hai là lớn quá, con Phương Anh bị dậy luôn nè. Nên mọi người thương Phương Anh, có mua hàng thì inbox trực tiếp cho Phương Anh nha. Là lớn gì? Nó nhỏ thì ta nói mày la thì nó trộn Lâm like không nhiệt tình, like không rần rần đồ đồ đồ. Mày giờ lớn quá đổ thừa con nó thức quá vậy. Trời đất ơi, sống ta vừa lòng Phương Anh này. Dạ, con gái, lộn trai, lộn trai đẹp trai. Ok vậy rồi, thấy quý vị rồi, gửi hũ kem gấp nha em yêu. Ok Thiên Nga, anh chị em mua hàng thì comment để số điện thoại như vậy. Mọi người nên inbox cho em đi ạ, để tránh tình trạng mà những cái bạn mà không phải, nhiều khi là hệ thống nhưng mà ý là inbox quá nhiều á sẽ làm phiền khách hàng của Phương Anh. Nên khách hàng cứ inbox cho Phương Anh đi, đừng có comment, nhiều khi comment á thì những bạn làm phiền khách hàng thì sẽ phiền cho tối đó đó. Làm dạ đúng rồi, bây giờ nè, inbox là dễ nhất bây giờ mọi người. Mấy chị có thể coi là Facebook em nè, đó là khách inbox rất là nhiều, xong khách được chẳng. Sao mà thấy được em ơi, đó quý vị ơi. Cho sao cho thấy. Đêm vũ trường. Đây nha, mấy chị cứ inbox như khách của em nè. Trời bó tay luôn anh à. Đó. Đó. Inbox trực tiếp cho em đi rồi tí nữa xong xuôi hết thì nhân viên và Phương Anh sẽ đây, đây cho mọi người luôn nha. Con này bánh bèo vô dụng thiệt. Nè quý vị coi nè, đây nè. Nè.
Lọc nha, lọc nha, lọc nha. Kem ủ trắng, kem body chính thức phân phối. 10 hộp 1 triệu, 2 cho 1 hộp, cho 1 hũ. 3 hộp là 420, bao nhiêu 1 hộp, bao nhiêu bờ nờ nè. Bờ nờ là không trả lời nè, nha. Ê, ok, số 1, số 2 là em lấy một dùng thử. Trời coi nè, nè nè, trời đất cơ. Trời đất ơi, trời đất ơi, trời đất ơi, trời đất ơi, quá trời rồi, quá trời rồi. Ê, vợ em đẻ rồi. Bộ ẩm cẩn thận với mấy con, thôi mấy má ơi. Trời ơi, ẩm cẩn thận mấy mẹ. Lai mà từ mà hồi còn gái lấy chồng xong giờ đẻ vẫn chưa hết. Đẻ luôn vẫn chưa hết cho gì nha, ủng hộ giùm cho em, trời. Thôi ẩm, ẩm vô đi. Ẩm vô đừng cho con lên sống tội nghiệp nó. Quỷ ma nó nói lum la nữa, thiệt. Ok, vậy cho hai hữu anh chị em mua hàng comment để số điện thoại như vậy nha. Comment để số điện thoại giùm cho em. Nhanh tay lại chân đây. Mày là bây giờ là hàng nhà đi sắp hết rồi, vậy bây giờ đi sắp hết rồi thì bây giờ lát mọi người ở lại livestream của em xong rồi mày tiễn bác tài xế đi nha quý vị nha. Ok, kem bao nhiêu gam, kem bao nhiêu gam ta, kem bao nhiêu gam chị? 250 gram, kem là 250 gram một hộp như vậy nha, một hộp 200 gram. À, bé Ben kìa hả? À, anh đi Lâm Đồng Nai hả? Ok, Lâm ăn cơm đi. À, gì? Chuyên nghiệp lắm chị. Trời ơi, rất là chuyên nghiệp mấy em ơi. Hai con này càng ngày càng chuyên nghiệp em ơi. À, mọi người thấy là hàng lúc nào cũng đi, Phương Anh bỏ số lượng rất là lớn. Một bạn thôi, cái này là một bạn thôi đó anh. Vậy hả? Cái này á, cái hàng ngồi đây á là lấy hết luôn. Là cứ mỗi bạn giám đốc khu vực của Phương Anh á là lấy số lượng rất là lớn. Một lần như vậy là gần 5.000 hũ á là lấy, bé lấy hết luôn. Trời ơi, ông quỷ lấy dữ vậy. Đa số là giám đốc khu vực là ai cũng lấy số lượng rất là nhiều. Tại vì game này bán rất là mạnh luôn. Và các bạn muốn gia nhập cái kem body này nè, kem phay mặt Phương Anh bán cũng cực kỳ mạnh. Các bạn muốn gia nhập thì cứ inbox trực tiếp cho Phương Anh tư vấn cho các bạn hơn. Ai đúng rồi, ai mà muốn làm giàu hay về automatic cho gì nha. Bây giờ em sẽ gửi hai đứa con gái của em cho bé Phương Anh để nuôi dưỡng cũng như là huấn luyện thành những nhà phân phối thật là tao nói mạnh nha. Nha các con ơi, các con hãy kêu Phương Anh bằng mẹ đi nào. Thôi gì thế vậy. Rồi nè Phương Anh gửi hai đứa con anh cho em nha em nha. Dạ mấy gì đó nhiều. Mướn hàng mẫu đẹp hả? Trời ơi, dù nhiều khi ban đầu em hát nổi thì em mệt, vì em hát em bị cô đơn trong mấy chiều nay. Em hát bị lạc lõng như chợ đời, cho nên em nhờ hai đứa con em hát phụ đồ này nọ. Thật sự hai đứa cũng vô dụng nhưng vậy nha, không làm được gì trơn trọi. Cái phụ nào? Cái phụ mới bỏ luôn. Kem xài thích lắm ha, cảm ơn các con. Da mặt dùng sản phẩm nào nè? Da mặt thì Phương Anh có dòng kem phi phát nha, nhưng mà bán cho da mặt đó thì các bạn phải inbox trực tiếp cho Phương Anh hoặc là hệ thống của Phương Anh. Chúng ta gửi hình ảnh nha, phải có hình ảnh thì bên Phương Anh mới bán, tại vì phải coi da của các bạn như thế nào nha. Đúng rồi, mình phải coi da, da bị tình trạng nào, nám, xài loại nám như gì nha, mụn đụng có rồi đúng không? Ê, bị sủi bọt bị vẫn gì nữa đâu rồi? Bọt biển đang cháy hàng không còn chai luôn. Cháy hàng luôn rồi. Cháy 2 tuần nay, bán rất là ghê luôn. Cái đợt đó like với anh là bán đúng 1 tháng 80.000 chai. Trời 8.000 chai chớ hề. 80. 60.000 chai. 60.000 chai rồi. Gì con? Để gì vậy? Nó bún dây con. Bún mọi người mọi người có thể vào Facebook của Phương Anh coi, ngày nào Phương Anh cũng đi hàng hết chứ không có nói đi chụp từ camera luôn, để tránh tình trạng mà kêu là bên đây ảo, nên lúc nào Phương Anh cũng chụp từ camera đi hàng cho các bạn xem là hàng cái sản phẩm máy cốt mình tích này nó đi rất là mạnh nha. Nên bạn nào mà muốn gia nhập sĩ nè, muốn mua để sử dụng thử á, các bạn có mua sử dụng thử đi, khi nào các bạn cảm thấy hiệu quả này, cảm thấy tin tưởng thì các bạn có thể gia nhập vào bên Phương Anh ha. Dạ đúng rồi, những gì nha, nhân tay lệ chuyên như gì ủng hộ giùm cho em. Bên Phương Anh sẽ không có ép một ai là gia nhập hay là như thế nào hết, tại vì Phương Anh cũng để cái giá cực kỳ tốt cho các bạn luôn. Thay vì các bạn sợ ôm hàng thì các bạn nhập ít đi, khi nào mà mình cảm thấy là mình nhập về mình bán hết rồi bắt đầu mình sẽ nhập hơn số lượng đó, và từ từ sẽ bán rất là ok, chứ không có bắt Phương Anh không có bắt các bạn vào là phải nhập số lượng nhiều. Các bạn cứ nhập thử 3 hộp hoặc 5 hộp về bán thử, nếu mà các bạn cảm thấy bán ok thì các bạn nhập nhiều hơn như vậy nữa nha các bạn. Dạ cảm ơn quý vị Nguyễn Thấm nè, như Lâm Đồng Nai nè. Dạ bây giờ mọi người xài thử nha, mình mua thì mình xài thử, trước khi mình kinh doanh mình xài thử. Ôi trời đất ơi, Acrobatic ngon, Acrobatic xài im và bán giùm cho em như vậy nha. Trời đất ơi, một hộp kem bánh trắng, một hộp kem bánh trắng bao nhiêu? Tấm trắng nhiều quá nè, tao tấm trắng là 160.000. Mọi người mua một combo như thế này gồm kem và tấm trắng và tẩy tế bào chết là 590, còn mua kem với tấm trắng không á là 300, 340 nha mọi người nha.
giao hàng ở tỉnh luôn, ở tỉnh với nhau chị nha, tiền ship tao quên mẹ tao. Free ship, tại vì Phương Anh có hệ thống toàn quốc nên free ship hết cho mọi người. Mọi người mua một hộp cũng free ship, mua ba hộp cũng free ship nha mọi người nha. Dạ, free ship toàn quốc cho anh chị em mình luôn. Trời đất ơi, mình vừa xài kem ngon ăn vừa miệng, trời đất ơi, vừa trắng xẻo này nọ. Hết tỉnh luôn rồi. Hết rồi đó. Trời ơi, hết luôn rồi, tạm biệt Acomatic nè. Các con ơi, ngày hôm nay mình đi vlog sử dụng cho con một hộp kem siêu to, siêu cộng no. Và bây giờ bắt trời rồi. Các con ơi, mọi người ơi. Ê, mai hình như bao này em không? Mai bé này nó mọi người muốn mua á, thì mọi người thấy không, hàng của Phương Anh đi rất là nhiều, chứng tỏ là cái kem này á, khách hàng á sử dụng rất là ok, và đa số là khách mua 3 hộp xong đều quay lại Phương Anh mua 5 hộp, 10 hộp. Nên các bạn muốn sử dụng á thì cứ inbox cho Phương Anh để Phương Anh đưa cho đúng cái hệ thống á, mà giao hàng cho các bạn để đúng cái hàng thật để các bạn sử dụng hiệu quả hơn. Và các bạn tránh nha, đừng có vô hỏi là tại sao bên đây em mắc, tại vì cái hàng này là của Phương Anh đúng giá 180, không hề mắc. Mà các bạn mua những cái hàng mà 80 ngàn, 50 ngàn hay là 60 ngàn mà các bạn kêu bên đây mắc là không đúng. Những cái hàng đó là hàng giả, hàng nhái nha mọi người nha. Mọi người lưu ý ở điểm đó. Và bên Phương Anh bán đúng giá là 180, mua 3 hộp thì Phương Anh sẽ để giá sỉ cho các bạn luôn là 420 ngàn nha các bạn nha. Dạ 420 ngàn quá trời, rẻ quá trời, đồ này nọ đó mọi người ơi, mọi người ủng hộ giùm cho em vậy. Anh Lâm mập hả? Mập đâu mập, trời đất ơi, mập ta đẹp cho mập bậy không con. Ê, hai cái body ok, Trần Nhung, thấy Trần Nhung rồi. Bây giờ mọi người mua hàng, muốn hàng chất lượng, hàng ok thì mọi người inbox Phương Anh giùm cho em. Nhiều khi mọi người để số điện thoại đây, cái ta nói là mấy yêu nghiệt này nọ, anh điện cho vậy làm phiền quý vị như gì nha. Rồi nó giao hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng cho mọi người nữa. Mọi người ơi, thấy hợp thấy cái gì rồi. Anh Khoa, em chào anh Khoa nè. À, Châu Đăng Khoa. Hát tặng Châu Đăng Khoa một bài đi. Vì anh mà tôi điên, vì ai tươi hết hồn nhiên, vì ai mà tôi say, say được quay lại hết cả ngày. Crazy. Ủa Khoa, thấy tao bị đâu hả? Phải không? Phải. Đúng rồi, em mà tôi đi là crazy. Dạ. Anh hát luôn á. Đúng rồi, cái kem cực kỳ thích, nhớ giao hàng cho em. Em thấy mọi người rồi và giao hàng cho mọi người nha gì nha. Nhanh tay lại kim cà đỏ tay còn phòng cuối cùng hả em ơi. Còn đó mọi người, cái hàng của Phương Anh rất là nhiều. Và nếu mà bạn nào mà thử mua một hũ kem của Phương Anh về dùng thử, nếu mà cảm thấy hợp, cảm thấy ok cứ inbox cho Phương Anh nha. Gia nhập bán mới đầu mà cảm thấy chưa có tập hợp thì bán 5 hộp nha. Quý vị nè, tôi có con mở nhạc rồi đạp vào nha. Giải trí luôn. Quý vị, dạ, nhân dịp cơ hội ngày hôm nay bán hết một tấm một lô kem quá lớn. Chính vì vậy mà hai đứa con của em sẽ nhảy mai qua thung. Dạ, với trích đoạn chú Lân bị điên. Rồi, còn mấy thùng nữa. Rồi, mai qua thung nha, mai qua thung nha, ủng hộ. Bây giờ ủng hộ giùm cho em đây mọi người ơi, mọi người ơi. Ok, Trần Nhung tới số điện thoại của bạn rồi, dạ. Em không có bán nha, em không bán, đừng có điện cho em, đừng có liên hệ cho em bán kem. Liên hệ Phương Anh giùm cho em nha. Dạ đừng bán, đừng inbox kem nha, đừng inbox kem mọi người ơi. Mình muốn kinh doanh kem. Mọi người thấy là lên xe tải hết rồi nè, bây giờ giao chiến tố cũng giao cho hết nè. Đúng rồi, chiến tố giờ đó mà không biết bao nhiêu công ăn việc làm cho mấy cô mấy chú đồ này nọ đó. Tí là vất vả thiệt. Mấy bạn mì sữa nè, mấy chú ba gác nè, mấy chú xe tải nè. Nói chung là mọi người muốn gia nhập thì inbox trực tiếp thì Phương Anh sẽ tư vấn cho dễ hơn nha. Ok vậy, mấy ngày có hàng, dạ bây giờ giao liền. Quý vị ơi, đó, trời ơi, thấy ta nói ô, cô mà tức về, mày múa bể bóng đèn người ta.
Nè quý vị thấy không, trời ơi con nó múa tội nghiệp lắm quý vị ơi. À đúng rồi, dễ thương ghê hả, khu vực Bình Tân. Dạ cảm ơn quý vị. Này này này, bây giờ em Châu vô ăn. Nghỉ đi con, nghỉ đi ghi. Đi hai đứa nghỉ đi, tăng sông máu, tội nghiệp. Đây em cho gì coi. Này giờ xe tải đi gì, trời mưa trời gió mà quý vị thấy không, người ta đi nè, hàng ta đi nè. Đó là hàng bây giờ đi hết nha quý vị nha, là đi hết, đi dày, đi rần rần dày. Đó quý vị thấy không. Mày tại sao chưa hết giờ mày tháo đầu ra? Tại sao? Nãy mỗi lần mà con quỷ kia nó phải hỏng được. Trời, nó giật đứt tóc thiệt của con luôn. Giật đứt tóc thiệt mày luôn. Ngày mai đi nối tóc nè. Ngày mai đi nối tóc, cảm ơn vị. Sao vậy? Con kia nó múa nhanh quá, con múa theo con mệt, cái đầu con vịn như cái đít nó thú quắc à. Thú quắc hả? Con bị nhiễm trùng nước mắm nhỉ à. Dạ. Tin không? Ừ. Tin không? Anh em với nhau không à? Anh em cái đặc thằng này. Hai đứa con gái nha, hai đứa con gái. Mày gì à? Gái, mẹ gái. Kìa, em này kìa. Trời ơi, trời ơi, ở đâu vậy? Đâu vậy? Ê, trời ơi, con muốn live stream. Ờ, con đi live stream với Lâm nè. Bước, vậy? Ngày mai bé bé ba bận. Con Út. Út, chờ chị ba chứ. Chị ba. Chị ba hả? Em là chị ba hả? Mày là chị ba nè. Chị ba nó. Mày là chị mấy? Em là chị Tư nó. Mày là chị Tư nó hả? Chị hai nó. Cái gì? Anh là chị hai nè. Mày điên rồi. Mày điên rồi, tao đàn ông mày ơi. Hello, cảm ơn mọi người đã nhiều. Con vô chào mọi người đi nè. Trời ơi, cái đầu Lương Minh Trang à. Lương Minh Trang hả? Đủ không? Được rồi. À, cảm ơn mọi người đó nhiều. Cảm ơn mọi người đã theo dõi live stream của Lâm. Thì đám mọi người thấy không? Mọi người đều cháy hết mình. Cũng như là làm việc hết sức mình như vậy nha. Em là vừa bán, vừa chơi. Vừa bán, vừa chơi. Chứ gì nghĩ coi một tiếng đồng hồ mà ngồi mà tư vấn kem không? Mọi người mua kem rồi nọ. Chán lắm cái gì thật sự luôn. Ví dụ nhiều người ta vô ta chữ điên, chữ khùng. Nhưng mà cái đó là cái lý do không có điên khùng gì trơn. Trời không ai mà đánh đổi. Vợ nhà nghỉ cho khỏe đúng không quý vị? Không mà tụi em vẫn làm việc, mọi người ủng hộ giùm cho em. Quý vị thấy không? Ta nói vô bán kem mà con khóc sậm trịnh. Ben. Con khóc quá trời đất luôn quý vị. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã theo dõi livestream của em. Tạm biệt mọi người, xin chào, hẹp lại. Tạm biệt mọi người.